hả? Cái móng của nó bị gãy. Ừ. Thế nó bị sốt á, lâu lâu ngày quá nó bị hư. Chứ cái bóng này này. Con gua này. Ba đây, con gua này nó tiền quá ba. Hả? Ba nó có tiền quá. Mặt của nó thấy nó già. Ừ, gua nó già lắm rồi. Em cũng có cái kìa, cứ nói là mình thấy con nói là nó. Hả? Chắc là nó bị gồm gàng quá. Không phải đâu, cái đó là cái bộ phận sinh sản của con rùa đó. Sao lấy ra sinh sản đó là để dành đẻ con thôi đó. Bao mấy con này rùa cái ba không biết nữa, có thể là rùa cái. Đâu? Mè. À, mèo đó hả? Mèo. Đúng rồi. Mèo. Mèo là mèo rửa mặt như mèo. Con mày lắm vậy đi. Ồ, con đằng kia có cây bưởi kìa, cây bưởi đẹp quá kìa. Đó đó, cây bưởi kìa Long. Long lại coi cái bưởi đẹp quá kìa Long. Ôi, ba đây. Ô, trên liêm. Nó chạy ra đó. Đừng có đứng gần qua hồ. Chân mà đó, thấy chưa giờ rồi đây cái chiều là cái nón hấp thụ luôn đừng
Ngao ngao gì? Con gì kêu ngao ngao? Đợi ba chút, đợi một chút.